Lời đầu tiên thì em xin phép cảm ơn anh chị đã dành thời gian sáng nay, tại vì em biết là anh chị cũng rất là bận rộn nhưng mà đã dành thời gian để lên đây chia sẻ. Là em xin phép thay mặt Botico and Rich gửi lời chúc mừng đến gia đình mình đã nhận được cái tin vui từ sĩ chú Manta. Thì anh chị có thể chia sẻ được là cái cảm xúc của mình khi mà mình biết cái tin là mình đã đậu hồ sơ được không ạ? Dĩ nhiên là mình trông đợi cái gì thì nó tới với mình thì mình cũng vui á, nhưng mà đặc biệt là nó tới tính ra là nó sớm hơn là cái mong sớm mỏi của mong mình đợi của mình à, thì dạ. Cho nên là nói chung là mình rất là vui, với lại thấy cảm thấy nó cũng có cái gì đó hồi hộp đó. Dạ, tức là vui một phần nhưng mà vui xong lại thấy là mình sắp có một cái chặng đường mới không ạ? Đúng rồi đó. Dạ, thì anh chị có thể chia sẻ thêm là lý do tại sao gia đình mình quyết định chọn Manta là cái đất nước mà mình sẽ để định cư sinh sống cho tương lai cả gia đình ạ? Thì sau khi dĩ nhiên là mọi người khi mà muốn một cái chương trình gì đó, một cái định hướng gì đó cho gia đình mình thì cũng suy nghĩ nhiều, và chọn lựa nhiều, rồi cũng tham khảo nhiều nữa, thì cũng là một cái duyên nữa, nó cộng nhiều thứ lắm. Thì trước dịch đó, 2020, đầu 2020 gia đình chị cũng có đi chơi ở châu Âu, rồi xong rồi cũng có thấy cái những cái chương trình về Manta, xong rồi cái đón từ Pháp, từ Rome để bay qua để đi tham quan Manta như mình thế nào, đi sáng để nói chung là cái gì cũng phải bằng một cái cảm nhận đó. Thì tới thì công nhận mình thấy được là mình thích cái không khí và cái môi trường ở đó, mình cảm thấy là thích hơn cả mình từng đi xin nữa. Thì mình thích như vậy thì về ở trong đầu thôi, nhưng mà đến khi mà tìm hiểu nhiều chương trình thì lại bỏ qua, lại không chọn Manta. Không chọn Manta thì lại lúc tới khi mùa dịch thì lại tự nhiên lại bất ngờ, lại tự nhiên lại thấy nhiều thứ mình quyết định mình lại chọn Manta lại. Nó dài như vậy. Nói chung là cũng vì là nó phù hợp với gia đình mình, không có cái chương trình gì là tốt nhất, nhưng mà chỉ là cái chương trình mà cảm thấy là phù hợp nhất với cái hoàn cảnh và cái nhu cầu của gia đình mình thì mình chọn thôi. Dạ vâng, cảm ơn cái chia sẻ rất là chân tình của chị. Thì và cái phần tiếp theo thì anh chị có thể chia sẻ cái cảm xúc rất là chân thành là lý do tại sao anh chị lại trao cho Portugal and Bridge cái cơ hội được đồng hành cùng gia đình mình ạ? Cái chỗ Bistecco này là cũng quen thuộc. Là cũng cái duyên là lần đầu là chị khi lên tìm hiểu thì chị cũng có gặp ngài Trafford. Thì gặp xong rồi mình về mình suy nghĩ đó, xong rồi mình lại không chọn, xong rồi mình thấy vô tình trong cái đại dịch, trong cái những ngày tháng mà mọi người ở nhà hết, không quyết định một cái gì lớn lao hết, ai cũng đã giữ cái mạng của mình trước đó cho khỏi đại dịch đã, cho nó bình an đó, thì gia đình mình lại nghĩ những cái điều mà xa hơn cho con cái, tức là không dừng lại mà phải tìm hiểu. Thì trong cái lúc mình tìm hiểu mình có thời gian nhiều á, thì mình thấy cái thông tin ở trên Facebook nó lại tương tác lại với mình về cái chương trình định cư, thì không còn lăn tăn gì nữa, thì bây giờ một là quyết định, hai là ngừng luôn, không làm gì nữa. Thì thấy là Portico là lại gặp được ngài Trafford có trên cái tiêu đề của cái bài boss. Thì thấy như vậy thì mình kêu ô, trước đây mình cũng đã từng gặp, cũng là một người đại diện từ Manta, thì mình an tâm hơn. Đúng là mình thấy một phần là mình cảm thấy là có niềm tin ở một cái đơn vị mà có một người đại diện ở ngay đất nước của họ, thì mình cảm thấy là một điều là mình tin tưởng đầu tiên. You know, they tell us like they choose Portico and Bridge just go, they see you on the bus and if you trust you, that's really good, right? My colleagues did an excellent job on Manton. Đúng rồi, và cũng cả một đội ngũ là Portico cũng là dĩ nhiên là cũng được chọn lọc nữa, phải chuyên nghiệp lắm. Thì với lại cái cách tiếp cận, đặc biệt là đầu tiên là cũng gặp bạn Phượng nữa, gọi qua Phượng thì Phượng cho mình một cái cảm hứng để là mình mạnh mẽ hơn để mình quyết định. Thì trong quá trình mà làm việc với bên đội ngũ của Portico and Bridge thì anh chị có cái điều gì ấn tượng với bên đội ngũ của Portico ạ? Chứ đó chờ hay là ông xã chị nói, tại ông xã chị giao qua cái nhiệm vụ. Thực ra trước khi nói cái này thì anh bổ túc một chút về cái câu tại sao chọn Portico and Bridge. Cũng như là thì anh bổ túc thêm chút. Thứ nhất là tụi anh cũng đã tới Manta rồi. Cái phù hợp ở đó thì mình phải nói rõ về những cái cụ thể. Ví dụ như là điều kiện tự nhiên nè, như là môi trường nè, rất là tốt. Khí hậu ở đó so với châu Âu thì nó cũng ôn hòa, nó không khắc nghiệt, không quá lạnh, quá nóng. Cái thứ hai nữa, đi một vòng thì con người của Manta cũng rất là thân thiện, cũng rất là gọi là hiền hòa. Thì ông ngài Trafford lại là người Manta, Portico and Bridge. Mà mình nếu mà để ý tới cái background của ngài Trafford thì mình sẽ thấy rất là bề dày, dày lắm.
Cho nên là chọn Portico and Bridge, đó là cái điều đó, nhưng chưa đủ. Yeah. Để đến được ngày hôm nay thì đó là cái đi đúng rồi, nhưng nó sẽ còn đúng nữa là sau những cái cuộc này, khi mà gia đình bắt đầu được chấp thuận rồi, bây giờ sẽ có những cái nhu cầu mới. Yeah. Như là về chọn chỗ ở, rồi địa điểm học, rồi các cái khác. Yeah. Thì rõ ràng ngày Chatford là người Manta. Portico and Bridge coi như là một công ty của Manta. Yeah. Thì xem như đó là thổ địa đó. Mình chắc chắn cái hậu này gọi giống như cái hậu dịch vụ này. Yeah. Mình sẽ còn có những cái mối quan hệ này để mình nhờ vả rất là nhiều. Yeah. Thì đó là cái mà chọn Portico and Bridge, và nó có một cái chiều sâu như thế. À, không chỉ dừng ở đây đâu, mà ngay cả khi gia đình anh có qua bên đó định cư rồi, chắc chắn cũng sẽ còn phải nhờ Portico and Bridge tư vấn rất nhiều thứ để mình có thể hòa nhập tốt với lại cái môi trường bên đó. Yeah. Cũng như chọn lựa được những cái trường học đúng đắn cho con, cho cái cuộc sống của mình. Chúng sẽ còn có nhiều điều phát sinh nữa, thì chắc chắn là sẽ không dừng lại ở cái chỗ đó. Cho nên chọn Portico and Bridge nó phải có một cái chiều sâu như thế, chứ không phải chỉ vì gặp ngài Chấp Pháp không đâu. Nó ngoài cái người mà ta, ngoài cái background của Portico and Bridge rất là vĩ đại, rất là hoành tráng. Thì nó còn như thế. Để trả lời cái câu hỏi về làm việc với nhân viên thì phải nói là rất là hài lòng. Phải nói là cái đâu đó rõ ràng các bạn rất là chu đáo, thậm chí là nhắc nhở cái lịch trước ngày, ví dụ như ngày mai đi công chứng ở đâu, phòng nào, mấy giờ, thì cũng rất là rõ ràng. Đôi khi mình lười lắm, trong đầu mình không có nhớ đâu, mình chỉ nhớ là ngày mai có cái việc gì đó. Nhưng mà các bạn chuẩn bị cho mình, thậm chí những cái hồ sơ đi công chứng thì anh là cái người đi nhiều nhất. Thì các bạn cầm lên rất là đầy đủ. Rồi thậm chí là còn in một bộ dự phòng, lỡ có ký sai. Rồi trong đó có cả ký viết. Tức là anh chả cần đem gì hết, chỉ cần đem giấy tờ tùy thân với lại đi lên thôi. Thì lại gái là các bạn phải nói là cái dịch vụ của các bạn rất là chu đáo lắm. Đó là những cái gì đó cần phải soạn thảo này nọ, hầu như là các bạn là những người nói là kết công rất là nhiều để mà soạn thảo cho mình những cái đó. Đó cho nên là rất là hài lòng. Tóm lại là rồi em rất là cảm ơn cái lời chia sẻ sâu sắc và chân tình đến từ anh chị. Tại vì bản thân tụi em làm cái dịch vụ định cư thì cái khách hàng mà tụi em tiếp xúc thông thường sẽ là những cái khách hàng mà họ có cái trình độ kinh nghiệm sống rất là cao, và khi mà họ chọn một vấn đề gì đó thì thường họ sẽ cân nhắc trên cái phương diện về logic, về lý trí rất là nhiều thứ. Do đó mà khi được gia đình anh chị chọn làm cái đơn vị đồng hành thì bên em có một cái niềm tự hào nhất định là anh chị ấy cũng có cái sự tin tưởng. Và em cũng xin phép chia sẻ một đôi lời là với cái góc nhìn của bạn tư vấn của chỗ em và Vận Hành đó, thì là trong quá trình làm việc thì tụi em cảm nhận được là gia đình mình có một cái sự chỉnh chu nhất định. Và em mặc dù làm chưa có con nhưng mà em cảm nhận được là mọi chuyện anh chị làm là đều vì những người con của mình. Đôi khi anh chị có thể là vội hơn một chút, hoặc là anh chị muốn cái hồ sơ nó smooth hơn, muốn nhanh hơn, thì cũng bởi vì sợ ảnh hưởng tới cái tương lai của các bạn trẻ. Thì cái điều đó khiến cho em rất là xúc động. Mặc dù là ví dụ như có thể là những cái vấn đề gì nhỏ làm cho anh chị chưa có hài lòng, nhưng mà tụi em nhìn thấy sâu xa được cái sự lo lắng của cha mẹ cho con cái. Thì cái vấn đề là cho tương lai con cái nó chính là một cái động lực lớn nhất mà các gia đình mình làm định cư. Thì đó là một cái sự chia sẻ nhỏ và em cảm thấy rất là ấn tượng và có cái sự đồng cảm sâu sắc với anh chị. Và một lần nữa là cảm ơn anh chị rất là nhiều. You want to share something with Glenn? First I want to be the first Maltese to welcome you to Malta, our amazing country. Yeah. And second, I would like to thank you for putting the future of your family in our hands. I would like obviously to thank Anna, who is an expert on Malta, and the head of our legal department, Ms. Tan, who is an expert on the documentation process on Malta. Our story does not stop here. It starts now. Yes. Because we are here to help you. Yeah. Your next step is going and visiting our beautiful country. Yeah. So thank you very much for using our services, and you can count on us for all the time you spend in Malta. Thank you very much. Pleasure. I'm sure they understand everything, but I want to translate for our future plan. In our side also, thank you very much. Thank you. Yeah. You have a very good service. Thank you very much. Thì ngài gửi lời cảm ơn rất là sâu sắc đến anh chị, và hy vọng là cái này chỉ là cái bước đầu tiên trong cái hành trình trong tương lai, và Portico and Bridge sẽ luôn đồng hành cùng gia đình mình ạ.
No, unfortunately not. You only understand good English. Yeah, but you know, if he make a subtitle, you understand. And this is gonna be fun. Yeah, it makes you nearly cry. The next step must understand our own observer Vietnamese, I think. Yeah, no, you know, when you listen their story, you feel so similar to how they share, mm-hmm. sincerely and really nice. Yeah, rồi em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.